Mấy bữa nay trời bão đó cả nhà, ra không có ra đây. Hôm nay trời nắng này nè, buổi sáng cũng mưa, ra tranh thủ buổi chiều này luôn ra cắt mấy trái bầu để nó già cả nhà. Đây được còn mấy trái để con cắt mấy trái bầu ở đây. Ây dạ, bự quá hả, cái này bự quá, bự quá, để cầm. Hai trái bầu đây cả nhà, ở bên kia cắt thêm mấy trái bên đó nữa, cắt lẹ lẹ để hôm thôi trời tối đó cả nhà. Đây để nó cắt luôn hai trái bên đây luôn. Trái lớn Cái hả cả kia nhà, xuống. đây hai trái cả nhà. Đi đi Đây. đi ra đây đi. Su, chào cả nhà con. Chào cả nhà. Tắt cái đèn. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Hôm nay con đi thu hoạch cùng với má con. Hôm nay con thu hoạch chạy tới chụp cùng với má con. Tranh thủ ra hái mấy cái mướp để nó già hết cả nhà. Ăn kia. Quá trời cả nhà ơi, bữa nay mướp trái nhiều quá rồi. Mình phải cắt thôi chứ không cắt để nó già hết đó cả nhà. Nè. Trái nhiều quá, hôm nay mướp khía ra trái nhiều quá. Chờ để không cắt mới được. Cắt mấy trái mướp đây cả nhà, để trời tối. Ba cắt giùm ba trên đây cao quá, cắt không tới ba. Hai trái non dễ sợ cái này, cắt lẹ lẹ để hơi trời tối. Rồi bên kia cắt mấy trái bên kia cả nhà, mấy trái này còn là còn hơi nhỏ, để một hai hôm nữa mình hãy cắt mấy trái bên đây. Hai cái trái nó rụng, nó bị héo người ta, trời mưa mà. Trời nắng mà mưa là nó bị héo hết trơn gì đó cả nhà. Cây lá nó héo hết rồi. Trời ơi. Trái nó cũng bị héo rồi. Cắt luôn mấy trái này cả nhà. Mình cắt trái đây. Đây à. Tay trái anh này, cắt trái này đi anh. Nhỏ quá. Cắt đi, cái đó đi. Trái bên kia nè. Chắc hai trái thôi, chừa là trái lớn nó bị già. Dạ trời ơi. Cắt luôn mấy trái bên đây luôn cả nhà. Trái này cắt luôn. Quá chứ nó dài quá. Dài quá trời dài. Tiếng bắt đầu lúc này nó đang mùa nó cả nhà, mấy bữa mưa bão không cắt mà nhiều trái đó cả nhà, quá trời trái ngày non ngon quá. Được mấy trái này cả nhà, cắt đây được. Muỗi quá cả nhà, chiều tối xuống mưa muỗi quá. Tranh thủ cắt để cho nó già cả nhà. Cái này thì để lại Để lại đi một anh ơi, một hai ba bốn năm sáu bảy trái nhiêu được rồi. Rau đắng ở đây cũng tốt mà.
mà tối quá chắc hái không kịp, thôi để hôm sau mình hái cả nhà, trái cà trắng này cả nhà. Để luôn hái, hái ngắm đậu đũa ở đây luôn cả nhà, đũa ở đây cũng còn ít, hái về ăn luôn. Đũa cuối mùa à? Đũa với mướp, mấy cái dây mướp á, nó chèn mấy cái dây đậu đũa hết rồi cả nhà. Đây còn mấy trái. Hôm nay đang tranh thủ, con sợ cái trái nó già hết, thành ra đi hái giờ này á cả nhà. Hơi tối cả nhà thông cảm. Nghe lon nha. Tranh thủ đi hái cả nhà. Chứ để mình hái già quá mình đem mình ăn không hết á, mình cho người này người kia, mấy cái trái nó già quá kỳ. Nha, tranh thủ hái sớm sớm cả nhà ơi. Sợ mai nhiều khi nó mưa nữa. Được nhiều đó cả nhà. Lon mới vừa hái xong mướp khía với bầu đó nha cả nhà. Với lại một trái cái cà. Bây giờ mình đi về nhà mình hái tiếp mùng tơi rồi cả nhà. Có nhà mình có gì nữa mình hái thêm cả nhà ha. Cái mướp này con sợ luôn mấy cái bầu cái này. Mấy cái cây bầu này ha, chiều hôm qua mình sợ trời mưa lắm cái này hái hết rồi. Còn trái nè, giờ mình hái thêm cái lon đậu biếc này nữa đi. Còn cái bầu trên này đi. Được những chiếc ớt này. Cái chép đi màu. Ớt chuông. Chuông nữa. Ở đây cả nhà. Mình kéo mình cắt. Mọi người coi trái ớt. Nó núp ở dưới đây này đâu có thấy đâu. Đây nè. Quá trời luôn. Thường quá. Thấy nó tự nhiên nó chạy lại. Trời ơi, cái trái. Trái nó bự sợ luôn. Vui quá. Trọng đây gặp quá nha, nó không có trái nhiều cả nha, nó có một hai trái thôi. Được nhiêu rồi cả nha. Hai cây đó cả nha. Hai cây bao nhiêu rổ. Đây có trái mướp cả nhà ơi. Cái này mướp là năm rồi nó rụng hạt lên rồi cả nha. Đậu rồng. Đậu rồng đây, đậu rồng đây. Ở đây sung ở dưới gốc ăn hết rồi cả nhà, giờ còn trên đọt không hái không tới. Phần dưới là của chị Lon, còn phần trên là của mấy em quạ. Ở trên là trái chính, ở trên nó nằm ở trên hết kìa, Đó, đó đại giờ mấy em quả nó. cái trái nó ăn rồi kìa đó. Nó ăn phí luôn, nó ăn nửa trái, nó bỏ nửa trái không á. Cái này cũng sắp chín. Trái đó cũng sắp chín. Đang hái mấy trái ớt ở đây cả nhà.
Ớt ở đây là ớt lớn, ớt này để về bằm tương. Trái cũng nhiều ghê rồi cả nhà. Ớt này cay lắm đó cả nhà. Bữa nay nó tốt lên hả ba Xuân? Bữa nay lên được 45 cây ở đây, 45 cây. Ớt Việt Nam, cái này gieo hạt nó hổm hả? Gieo 10, 10 hộp có. 10 hộp lên được nhiêu đây ạ? Bốn cây này quá trời trái luôn chứ bộ, trái nhiều lắm. Trái nè. Nào danh nó cũng ăn cơm nó ra nó hết. Ăn trái ăn không hết. Ghe phai ngọt con bò quá trời, không biết cũ sao đây mà bò quá trời bò. Rồi sao còn mấy trái mút khía tắt đúng không? Thôi mút khía để lại. Dạ rồi. Dạ em mới hái một chiều qua. Dạ. Nhanh vậy. Được nhiêu đó cả nhà. Đó. Mót. Cái một chút quên lấy cái nó, lấy cái nó đi ra hai mấy cái mướp cắt luôn cái này cả nhà. Giống như con cò cắt cái này luôn, ngày hôm qua tối qua tối quá cắt cũng hết, còn là mấy trái này. Trái nó già ta, con trái bị già, già không? Cắt miếng rau đắng không ba? Để chiết ra trồng tiếp, ra bông rồi nè, cắt luôn hai trái đó luôn, mau lớn nó tính để dành cả nha. Mà sau một đêm mới có một đêm mà nó nhanh lớn nó sợ luôn á. Ba trái, ba trái năm trái chậm hết, năm trái cả nhà, sáng ra mót lại thêm được năm trái nữa. Để tiêu cắt. Dạ. Cái này cắt. Dạ. Cái đó mà cắt luôn đi để mà nó già, mướp đó nó dễ già lắm. Mơi rảnh nha dọn giường. Đây còn trái cà nữa cả nhà. Mấy trái dừa bên đó không hay, nó bị chín nó héo hết. Chưa tí hon làm giống luôn. Lấy hột làm giống luôn. Trái cà này. Trái này hôm nay lớn, đẹp quá cả nhà. Cũng nhiều năm nay á, cây này được đậu trái nhiều nè. Cái này là cỡ trái cam mình nè ha. Ở bên đây kêu cái trái bưởi là bưởi Nhật à. Ông trồng trong chậu cả nhà ơi. Không có đất lon ham. Cái gì luôn cũng muốn mua cây trồng hết á. Thích trồng cây lắm. Trồng trong cái chậu nè. Mà cũng được nhiều trái ghê luôn á. Cỡ khoảng 20 trái à. Mấy cây này lon chắc mấy chậu cộng rau đắng thì lon qua bên đây lon trồng tiếp cái nha, trồng cây giống thêm. Quá trời nó lên non á cả nhà, không có gãy phân nha, cái cọng nó hơi ốm. Ông ở đây đang trồng hai cái cọng gầy đấy. Trồng xuống ở đây
mới xây ổ đắng xuống đây. Ổ đắng này nó cũng dễ sống, khô nước thì nó cũng lên cả nhà. Mũi quá trời mũi ngoài đây, nó bay ra nè, quá trời quá đất. Chắc trong cái lùm ổ đắng nó ra đó cả nhà. Để dài như này, cái lông trồng xuống. Con mới cắt rau đắng ra xong nó lông trồng lại ở đây nè cả nhà. Mấy cái chậu này á, nó khô hết rồi, lông thai đó luôn, trồng ở vô đây. Còn ở đây cả nhà. Hả? Con cắt thêm luôn, đem qua bên kia luôn trồng cả nhà. Cái chậu bí rợ bữa hổm á, nay nó cũng sắp hết mùa, thấy nó không có trái thôi luôn. Luôn cắt đau đắng này, luôn đem qua bên đó luôn trồng lại. Mình trầy giống nha. Mấy cái mùa này thì nó sắp hết mùa đó cả nhà. Thành ra rau củ quả này kia nó hết rồi. Bây giờ mình trồng được cái nào để mình gầy giống ăn tiếp thì mình trồng thôi. Giờ thấy rau đắng nó đang lên tốt nè, thấy luôn gầy giống ra. Cũng còn cả tháng, 2 tháng nữa không nha. Mới lạnh tới. Đem qua đây ông chồng. Cả nhà ơi, hôm nay nhà Lon thu hoạch được bao nhiêu đây nè cả nhà? Thành quả của gia đình Lon hôm nay thu hoạch này cả nhà. Cà xanh nè cả nhà, cà trắng, cà tím nè cả nhà. Rau càng cua, ớt chuông, đây thêm một trái ớt nữa. Trái ớt này bự quá trời luôn đó cả nhà. Ớt nè, ớt hiểm, mấy trái bầu cả nhà, được 4 trái bầu, với bao nhiêu mướp đây nè cả nhà. Mướp được bao nhiêu đó cả nhà, bao nhiêu mướp. Cà tím, cái khổ qua. Đây là thành quả của nhà Lon hôm nay thu hoạch được nhiều đó cả nhà. Lon cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Lon xin chào và hẹn gặp lại video sau. Lon cảm ơn cả nhà.